Căng thẳng ở PSG, Kylian Mbappe suýt ẩu đả với chủ tịch. Tình hình căng thẳng tại PSG đã lên đến đỉnh điểm khi Kylian Mbappe và chủ tịch Nasser al khelaifi suýt chút nữa đã lao vào xô sát với nhau. Báo Le Parisien đã đưa tin, cuộc chia tay của Kylian Mbappe tại sân công viên các hoàng tử đã không thể diễn ra tồi tệ hơn sau khi anh này mâu thuẫn với chủ tịch của PSG. Trong trận đấu gần nhất với Toulouse tại Ligue 1, Kylian Mbappé đã có lần cuối cùng xuất hiện trên sân nhà của PSG trước khi anh quyết định rời đội bóng theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa giải. Trước đó, Mbappé đã đăng một video chia tay với PSG, gửi lời cảm ơn đến mọi người từ ban huấn luyện, đồng đội đến người hâm mộ, nhưng lại bỏ qua chủ tịch Nasser Al-Khelaifi. Hành động này đã khiến chủ tịch PSG cảm thấy bị xúc phạm. Theo thông tin từ Le Parisien, trước trận đấu với Toulouse, Ông Nasser al đã có cuộc gặp gỡ với Mbappé để làm rõ lý do tại sao anh không nhắc đến mình trong video. Cuộc trò chuyện đã nhanh chóng biến thành một cuộc tranh cãi gay gắt, đến mức một nhân chứng cho biết cuộc cãi vã đã làm rung chuyển bức tường. Nếu không có sự can thiệp kịp thời của những người xung quanh, có lẽ đã xảy ra xô xát. Do sự cố này, trận đấu giữa PSG và Tulu đã bị trì hoãn 4 phút so với dự kiến. Dù vậy, Mbappé vẫn ra sân từ đầu và thậm chí còn ghi bàn mở tỷ số cho trận đấu. Mối quan hệ giữa Mbappe và chủ tịch PSG đã trở nên căng thẳng kể từ ngày 9 tháng 2, khi Mbappe thông báo cho ông Nasser Al-Khelaifi về quyết định không gia hạn hợp đồng và sẽ rời PSG vào cuối mùa. Kể từ đó, hai bên hầu như không còn giao tiếp với nhau. Sau khi rời PSG, Mbappe có khả năng sẽ gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do, nơi anh sẽ nhận mức lương cao nhất đội bóng, khoảng 25 triệu euro mỗi năm sau thuế.